Vâng, và tiếp theo bên em cho các bác một tác phẩm nữa nha. Vâng ạ, tiếp theo bên em lại lên cho các bác một tác phẩm được làm trên chất liệu là gỗ ngọc am, một tác phẩm liền khối từ chất liệu gỗ ngọc am và được chạm là Sinh Lạc ngồi dưới gốc cây tùng. Các bác nhà mình đã nhìn thấy hoành tráng chưa? Một cái tác phẩm như này các bác đã thấy hoành tráng chưa? Em tạm thời xoay cho các bác một vòng để các bác xem nhé. Đấy, xem cho các bác xem trước một vòng cho em này. Vâng ạ, với dòng mộc am thì bên em chưa PU, vẫn để nguyên mộc cho các bác nhé. Rất là thơm luôn ạ. Tác phẩm được đục chạm Sinh Lạc dưới một gốc tùng là một cái hình tượng mà rất nhiều bác thích nhé. Và ngoài ra thì cụ Di Lạc này còn được vác thêm một cành đào nữa. Đấy, vác cành đào mà lại ngồi dưới một gốc tùng thì cái sự kết hợp của nó sẽ là sự trường thọ của nó nhé. Ngoài ra thì tác phẩm này được tục nữa là thêm 3 chú tử đồng sẽ tượng trưng cho là tam phúc ở phía bên dưới và những cái đường về hoa cũng là hướng dương các bác nhé. Và tiếp nữa đó là hình ảnh về trái nhàn và các chú tử đồng. Thì cái tác phẩm này được làm trên dòng gỗ ngọc am rất là thơm, phôi gỗ hiện tại nó rất nặng các bác nhé. Vâng, 16 các bạn theo dõi online của đồ gỗ Văn Thắng ngày hôm nay nhắn cho bên em xin những lượt bình luận và những lượt chia sẻ nhé. Vâng ạ, với tác phẩm Ngọc Am thì em sẽ đi về phần kích thước cho các bác nhé và sẽ in trên màn hình cho các bác ạ. Vâng ạ, với chiều cao tổng thể là 85. Chiều cao tổng thể 85 và chiều rộng là 53. Chiều rộng là 53 các bác nhé. Chiều sâu là bao nhiêu ạ? Chiều sâu là 25. Một khối gỗ rất là tương đối là to đấy ạ. Ok nhé, em ghi cho các bác số điện thoại là 0968 15270 và 0972 28270 để cho các bác có thể liên hệ trong online qua mua hàng nhá. Đấy, Di Lạc gốc tùng gỗ ngọc am cao 85, rộng 53 và chiều sâu là 25 thôi nhá. Ok nhé các bác nhé. Đấy thì em sẽ xích cho các bác về cái tác phẩm rất là đẹp này. Thì cái điều đầu tiên ấy, gỗ ngọc am là một cái dòng gỗ quý các bạn. Và phôi gỗ từ khi mà mang trên rừng về là nó đã có mùi hương thơm rồi. Bởi vì là do cái chất gỗ bên trong nó có cái lượng tinh dầu ở bên trong các bác nhé. Và cái tác phẩm hiện tại rất là nặng, nói lên cái lượng tinh dầu cực kỳ nhiều trong cái tác phẩm. Và có một số điểm nhỏ còn lên cả tuyết nữa các bác nhé. Khi các bác dùng lâu ngày thì cái lượng dầu nó toát ra nhiều ấy thì nó sẽ lên tuyết, làm cho tác phẩm cực kỳ đẹp. Đây là cái phần riêng, cái phần diện mặt của cụ Di Lạc cười rất hoan hỉ và hai bên tai này rất to các bác nhé. Cái vòng tràng hạt của ngài, tiếp theo là cái phần bụng tròn và đường vân của gỗ ngọc am là những cái đường vân sợi nó rất là nhỏ. Đấy. Tiếp theo thì tay của ngài bên này thì đang nâng một cái trái đào rất là lớn có trong cái cành đào mà ngài đang vác đấy. Đây, ngài đang vác một cái cành đào. Và bên dưới này là một tiểu đồng nữ đang đùa nghịch với lại cái cành đào mà ngài vác các bác nhá. Đấy, bên này một tiểu đồng nam có một cái đồng thỏi vàng, bên dưới là một tiểu đồng nam nữa. Thì ba cái chú tiểu đồng này sẽ có ý nghĩa là phúc lộc thọ, mang đến sự phúc đức này, sự trường thọ và mang đến sự tài lộc các bác nhá. Ở trên đây mấy cái nhóm mình chia sẻ trên nó. Ở đây các bác nhá, thì cái trên này đó là các cái phần tán tùng mà em đục rất là kênh bằng, các bác thấy em luồn tay vào trong ạ. Đây em luồn tay các bác nhá. Đây. Đấy.
Cái này thì đòi hỏi người nghệ nhân và người thợ đục phải rất là luồn lách khi chúng ta được đục những cái phần chi tiết kênh bong như này, một cái tán tùng cực kỳ là lớn. Thì một cái gốc tùng to, tán tùng lớn, ngài Di Lặc đang ngồi dưới đây với cái thần thái ung dung sẽ mang lại cho chúng ta cái sự vui vẻ, sự hạnh phúc, sự no ấm đầy đủ và mang đến cho chúng ta sự sinh sôi nảy nở trong những cái năm mới các bác nhá. Tiếp theo nữa đó là hình ảnh trái đào là chữ trường thọ khi chúng ta sử dụng. Ok, bác nào đang theo dõi lại ngày hôm nay muốn đấu giá tác phẩm này lên cho em xin tín hiệu nhá. Em sẽ check các bác về cái mặt đằng sau nữa cho các bác thấy. Đây. Hàng bên em để nguyên mộc luôn. Cái phôi gỗ mà mang từ cái rừng về nó mùi hương thơm như thế nào và chất gỗ nó như nào thì bên để nguyên các bác nhá. Chỉ có đục thôi ạ, chỉ có đục để tạo hình thôi. Còn lại để tự nhiên hết, không có can thiệp của sơn kế u hay là một cái chất hóa học gì hết trong cái sản phẩm gỗ Ngọc An. Đấy, các bác thấy những phần tôm gỗ của nó ạ. Tôm gỗ này thì nó rất là lớn các bác nhá. Đấy, và cái tôm gỗ càng lớn thì cái tinh dầu nó sẽ thoát ra từ những cái phần tôm gỗ đấy các bạn. Ngồi gần rất thơm luôn. Nếu mà bác nào mà quá thơm luôn, khi các bác để trong không gian phòng khách của mình thì mùi thơm nó mới lan tỏa nhiều. Đấy, nhưng mà em đến gần thì lấy em thấy rất là thơm. Nếu mà các bác sử dụng cái tác phẩm này mà để trong không gian nhỏ vừa phải, càng nhỏ thì càng thơm các bác nhé. Càng nhỏ thì càng thơm các bác nhé. Còn các bác để trong không gian phòng khách thì tầm độ 25-30 m² thoải mái ok luôn các bác nhé. Quá thơm luôn vì cái tác phẩm này rất là to. Vâng ạ, đẹp ạ, rất là đẹp luôn bác Thành Ngọc nhé. Vâng, 17 bác nhà mình ạ. Hãy cho em xin những cái tín hiệu, những cái dấu chấm ủng hộ cho MC trong buổi trưa ngày hôm nay đúng không ạ? Chia sẻ lại với bác nào vào sau nhé. Kích thước của tác phẩm Di Lặc Ngọc An ngồi dưới gốc tùng, chiều cao là 85, chiều rộng là 53 và chiều sâu của tác phẩm em đo thì là 25, nhưng mà thực tế ra nó phải hơn đấy nhá, em tính 25. Đấy, quan điểm độ dày nó như này. Đấy, bác thấy một phôi gỗ có độ dày như này đúng không? Đối với dòng Ngọc An thì quý dòng gỗ quý các bác nhé và cực kỳ thơm, phôi của cái tác phẩm nó rất nặng. Bác nào mà muốn sử dụng một tác phẩm Di Lặc dưới gốc tùng lại còn bác cả hành đào mà muốn có một cái chất gỗ nó thay đổi một chút là thơm chẳng hạn thì chúng ta sẽ chơi tác phẩm này các bác nhé. Vâng ạ, những cái tác phẩm gỗ hương, những cái tác phẩm chất liệu gỗ bình thường chắc là các bác cũng có đủ rồi, nhưng mà chắc Ngọc An thì ít người có. Nên các bác mà đang muốn sở hữu hay đang muốn tham khảo cái dòng gỗ thơm, các bác hãy sơn ngay lên cổ cho em cái dòng gỗ Ngọc An nhé. Và có thể sở hữu ngay tác phẩm này cho em ạ. Đấy, một cái tác phẩm hoàn toàn liền khối từ mặt trước cho đến mặt sau, rất là luồn đẹp nhé. Chiều cao và kích thước thì em đã ghi trên màn hình cho các bác rồi. Các bác nhà mình hãy lướt lại một chút xíu để xem lại về phần kích thước, xem không gian và cái khu trưng bày của mình có để ok với tác phẩm này không ạ. Vâng, em xin chào bác Cao Long Hồng. Tác phẩm đẹp quá, rất là đẹp luôn bác nhá. Đấy, bác hãy cho em, các bác mở thấy đẹp rồi hãy cho em xin những lượt like và chia sẻ ủng hộ cho em nhá. Các bác nhà mình có muốn đấu giá tác phẩm này không ạ? Đấy, tường cây tùng thì sẽ có trong cái bộ tứ quý là tùng cúc trúc mai, với ý nghĩa là bốn mùa xuân hạ thu đông nó đầy đủ các bác nhá. Và hình ảnh trái đào mang lại sự trường thọ, ngài Di Lặc mang lại cho chúng ta sự vui vẻ, sự hoan hỉ. Tiểu Lâm mang lại cho chúng ta sự vui vẻ các bác nhé. Rất nhiều giá trị phong thủy có trong tác phẩm Di Lặc dưới gốc tùng này mà lại còn có chế tác trên cái phôi gỗ, đó là phôi gỗ thơm. Có chần chờ gì nữa mà các bác không lên cho bên em xin tín hiệu đi ạ. Các bác lên cho bên em xin tín hiệu để chúng ta cùng nhau đấu giá tác phẩm nha. Với từ cái chi tiết từ cái bàn tay cho đến cái bàn chân của Phật Di Lặc, các bác thấy không? Được đục rất là mộc mạc, cân đối so với cái thân hình của ngài. Đấy. Đây ngón tay. Gỗ này thì để trưng bày thì cứ rất là thơm. Tác phẩm này nếu bán thì giá bao nhiêu ạ? Ok anh Cao Long Hồng nhé.